người không tu thì phước báo có nhiều đến đâu cũng không bằng một vị chân tu đâu nếu phỉ bán trúng vị chân tu thì xem như phước báo tiêu nhanh lắm thật đáng tiếc con người tâm đức của thầy minh tuệ là ánh sáng hào quang thắp sáng cả bầu trời khắp thế gian này cho người dân biết và thấu hiểu được những điều tâm thiện hay độc ác tham lam của mỗi người thầy thích minh tuệ không phản bội đất nước không hại dân mà chỉ mong người dân việt nam nói riêng cả thế giới nói chung được ấm no hạnh phúc thịnh vượng dân giàu nước mạnh người mà ghen tị, ghen ghét thầy là không đúng. Người hành pháp cô độc, trước mặt người là đường xa thăm thẳm nhưng sau lưng người đầy một niềm tin. Hiền Diệp bắt đầu lo cho thầy, thương thầy quá, sắp tới đây sẽ có những chuyện gì xảy ra, chúng con không biết nhưng thầy ơi, chúng con luôn cầu nguyện cho thầy được dạng điều bình an nhé. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Cô làm từ thiện nhiều, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đó là điều đáng quý, hiền diệt rất ngưỡng mộ cô. Thầy Minh Tuệ, ai ghét bỏ mình thì mình cũng mong họ được hạnh phúc. Thầy Minh Tuệ tu khổ hạnh, cô nói sẽ phân tích cái đúng cái sai của thầy, đòi quốc thầy không trượt phát nào. Cô dựa vào đâu mà nói một nửa ngưỡng mộ thầy, một nửa chống đối thầy, 50, 50. Ai chống đối thầy mà làm gì có lý do gì để chống đối thầy? chống đối một người ngày ăn một bữa tối ngủ nghĩa địa để mà làm gì thầy đã buông bỏ tất cả để đi theo bước chân của phật ngoài ba y một bát thì thầy còn gì đâu thầy không đụng tới ai sao ai cũng muốn đụng với thầy có một anh từng hỏi thầy thầy ơi sao con làm từ thiện mấy mươi năm mà tâm vẫn còn sân si thầy bảo anh đi làm từ thiện cho người ta vậy anh đã từ thiện với cho chính mình chưa Cô sống trong cung vàng điện ngọc lại đi nói lời không thiện cảm với một người sáu năm ngủ nhà quan nghĩa địa. Hiền Diệp đã suy nghĩ phân dân một ngày rồi. Mới soạn video này nói lên nỗi lòng của mình. Mong cô suy nghĩ lại. Cô làm từ thiện cho mấy chục ngàn người mấy trăm ngàn người. Ai cũng ghi nhận, ai cũng thương mến. Nhưng thầy phát nguyện tu thành Phật độ cho một cõi. Vậy cái nào công đức hơn? cô đừng lấy chuyện từ thiện ra để so sánh giờ này khi cô nói những lời này có lẽ thầy đang đầu trần chân đất ở một nơi nào đó chịu nắng chịu mưa nếu biết được có lẽ thầy cũng sẽ mỉm cười con chúc cô hạnh phúc ý. sư minh tuệ đang ẩn tu đã lánh xa thế tục thế nhưng ngoài kia chưa chịu để yên lại xuất hiện sóng gió liên tục sân si với thầy cái hay ở sư minh tuệ là thầy không làm gì chỉ làm cho thầy nhưng nhìn thầy người giả nhân giả nghĩa thấy ngứa con mắt rồi tự khắc hiện nguyên hình ban đầu lần lượt đám thợ tu vì mất miếng mà nổi sân lên quơ quào cào cấu kết quả kẻ bị cấm nói kẻ bị tra bằng chùa chiền ngày một vắng tanh công đức không còn ai ham cúng rồi đến mấy kẻ làm truyền thông bẩn chỉ vì muốn like dư mà bất chấp nội dung hoặc vật tích kết quả bị cộng đồng quay lưng nguyền rủa hay một số anh có học chữ nghĩa không ít có tài khu môi múa mép chuyên dùng ngoài bút định hướng dư luận cũng lao vào trường văn trận bút sốt cục độc giả khinh khi bài xích nhưng hãy đụng tới sư minh tuệ là ứng nghiệm kết quả nhãn tiền ngay tức khắc quả thật điều đặc biệt ở sư minh tuệ là thầy không nói ai nhưng rồi ai cứ nói thầy người đạo đức giả ấy không thể ngậm miệng được họ buộc phải mở mồm lên tiếng để giải tỏa nội tâm, để xả ra sân hận và để bộc lộ chân tướng mà không phải gánh gồng trong cái giỏ lương thiện thêm một lần nào nữa. Vô ngôn, thân hành, di diệu ở chỗ ấy. Giữ giới một ngày bằng từ thiện hai năm, thầy Minh Tuệ giữ giới chín năm bằng từ thiện mấy kiếp đó à? Hiền Diệp nói vậy các bạn thấy có đúng không à? Thầy Minh Tuệ chỉ có mỗi thân xác để tu hành, không có tiền bạc tài sản, không dụ dỗ, lừa gạt, trục lợi gì của ai, một người được coi như Phật sống giữa đời. Thầy Minh Tuệ chỉ học theo lời dạy của Đức Phật 13 hạnh đầu đà. Đi chân trần đầu dưới ánh nắng trên 40 độ. Trong lòng dân xem sư là Phật sống là đủ rồi. Sư có lấy tiền tài và có huy động tiền bạc gì đâu, và sư không cần nơi ăn chốn ở xa hoa, và không cần tất cả những gì xe sang, nhà chùa to và không cần bất cứ thứ gì nhưng sư minh tuệ cho mỗi con người tất cả nơi đau cũng thấy được sư là phật sống là đủ rồi thầy như ngôi sao sáng soi xuống cõi ta bà ma quỷ ưa bóng tối nó phải nổi hết ra trên chặng đường thầy qua quỷ ma ra quấy phá đầu đà thích minh tuệ trí đã minh huệ phát như nhát gươm trí huệ chặt đức tham sân si quỷ ma tà sợ hãi phải lộ rõ bản lai ai tà ai chánh ai thánh ai ma gặp hào quang của Phật, tức phải bật ra lời. Vì đang thời thanh lọc, bóc trần rõ bản lai, con xin tạ ơn Ngài, đã giải u giải mê. Cho cả thế gian này, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thật sự thương Thầy thì mọi người đừng nên mặc sát một ai khi họ có thành kiến về Thầy, đó chỉ là phép thử với một chân tu. Thầy Minh Tuệ đã buông xả, không tham sân si, thậm chí là sẵn sàng cho đi thân xác thì không có một thế lực nào có thể lấy đi cái gì nữa của thầy vì thầy không có gì để mất còn nếu có ai chống lưng cho thầy minh tuệ thì đó là đức phật kính chiếu yêu đuốc thần soi thấu tâm đen trí khai nhãn mở minh tuệ chiếu yêu tăng ma tăng lộ nguyên hình thích minh tuệ tấm kính chiếu yêu chiếu đến đâu lộ đầu lộ chất chẳng mất công giảng chẳng nói gì chỉ dùng xác thân đi du hành mà thành phố thôn quê đều cung kính tấm kính chiếu yêu quá nhiệm màu y áo chẳng có màu vàng mà thay vào đó đủ sắc màu huyền y thì hiện ở trên mây huyền ảo sao con chim ngưỡng mãi không dời điềm trời đã lộ sao còn chống tứ đại giai không phật sống đó có ai còn chống phá xin hãy quay đầu nam mô đầu đà minh tuệ phật thử đi thử đi một chuyến việt nam bằng đôi chân đất dọc ngang xem nào thử đi bỏ chốn ồn ào tìm nơi nghĩa địa thì thào những ma thử đi rời bỏ mẹ cha ôm nồi cơm điện xem ta thế nào thử đi chối bỏ hồng hào trơn da đỏ thịt đi vào rừng xanh thử đi từ bỏ long lanh vào nơi tăm tối năm canh rợn người thử đi đạp đất đội trời hàng sâu quỷ đói chẳng mời dẫn vô thử làm một kiếp thân cô túi không cắt bạc tiền đô chẳng màng thử đi xem có dễ dàng như thầy minh tuệ cho vàng nói không Thử đi ngày một bữa cơm, rủi rong chẳng tắm vẫn thơm giữa đời. Thử đi dân có bao người đi theo đảnh lễ không rời bước chân. Thầy là Phật sống hiện thời như nay, gian trân đâu quảng tháng ngày. Nhà hoàng thầy ngủ chẳng lay lát lòng ngày ăn một bữa cơm không. Mà thầy đã dược ngàn trùng nước Nam, hiền diệp chúc thầy mạnh khỏe hơn. Tú thành chính quả, Nam Mô A Di Đà Phật. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.